Sài Gòn Sugar Restaurant hân hạnh đón tiếp và phục vụ quý khách gần xa với nhiều món ăn mang đậm đà hương vị Việt. Sài Gòn Sugar Restaurant với các loại phở, cơm, bánh mì và nhiều món ăn đặc biệt khác đều được làm từ nguyên liệu mới, tươi và được thay đổi hàng ngày. Đặc biệt, Sài Gòn Sugar Restaurant cũng rất hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương sản phẩm làm tại chỗ với các loại chả lụa, chả quế, chả chiên, giò thủ, giò sống, bò viên. Quý vị không cần đi xa vẫn có được những sản phẩm tươi ngon thơm, đặc biệt không dùng hàn thè. Sài Gòn Sugar Restaurant, 8240 Miramisa Boulevard, Suite Y, số điện thoại 858 860 5244.